ngôi nhà xếp tầng độc đáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Do bị hạn chế về chiều cao, ngôi nhà có diện tích 540 m2 tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thiết kế với một tầng hầm chứa nhiều chức năng đóng góp vào việc tạo nên không gian độc đáo trong nhà. Với mặt tiền là một ngôi nhà ba tầng, nhưng thực tế bên trong lại có tới bốn mặt sàn. Ngôi nhà được các kiến trúc sư của nha gian Architect thiết kế với các khối đặc rỗng rõ ràng bên ngoài. Kết hợp gạch lỗ giúp thông gió và chiếu sáng. Với thiết kế độc đáo, ngôi nhà được đặt tên theo đúng công năng của nó, nhà xếp tầng, khoảng thông tầng của ngôi nhà chạy dài từ dưới mặt đất thông lên tầng cao nhất, khiến cho không gian trong nhà trở nên rộng lớn hơn. Phòng sinh hoạt chung của gia đình tạo cảm giác sang trọng nhưng ấm cúng nhờ vào vị trí dưới tầng hầm và sự xuất hiện của ba rượu. Trái ngược với không gian tối với các vùng sáng điểm bên dưới, phòng khách và phòng ăn tràn ngập ánh sáng tự nhiên tại tầng 1. Điểm đặc biệt là ngôi nhà có thêm một phòng khách tại tầng lửng. Từ phòng khách nhỏ có thể nhìn thẳng vào phòng ngủ master. Phòng ngủ master có vị trí đẹp và rộng nhất trong số 3 phòng ngủ. Các hố thang của nhà không nằm thẳng hàng nhau như thông thường. Người ngoài nhìn vào sẽ không đoán được ngôi nhà có nhiều mặt sàn bên trong đến vậy. Các phòng bên trong của nhà xếp tầng ẩn hiện khi đã lên đèn vào ban đêm. Hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại